Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Hôm nay 26 Tết, khi Đinh Lan làm cái clip này, 26 Tết nhằm ngày 5 tháng 2 năm 2024, 19 giờ 18 phút. Khi Đinh Lan làm cái clip này với một tinh thần bị kích động tột độ, nhưng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những phát ngôn 5 phút này với phạm nhân Nguyễn Phương Hằng, với tiêu đề khởi tố Nguyễn Phương Hằng, Kiệt Tuấn Đạt, Võ Minh Điền cùng nhiều YouTuber thêm nhiều tội danh. Hồi hôm qua, kênh Kiệt Tuấn Đạt đã đi về huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang để làm cái clip livestream, rất là nhiều clip, nhiều đoạn phỏng vấn người xe ôm và người bán vé số về việc là hỏi thăm nhà Lan Canada, rồi trong cái câu chuyện sáng tác ra là đủ thứ chuyện do chính Kiệt Tuấn Đạt là diễn ra. Xong sau đó Kiệt Tuấn Đạt đã hôm nay lại lên làm cái clip khác, livestream clip khác nói về đời tư của Đinh Lan, và đã điều tra được là bố Đinh Lan là hiệu trưởng của trường, rồi mẹ của tên của bố Đinh Lan đứng đầu là chữ T, còn tên của mẹ Đinh Lan không phải là cái tên mà mọi người biết ở trên mạng nha. Mọi người biết trên mạng là tên là Nguyễn Thị Khuyên, nhưng mà tên thật sự của mẹ Đinh Lan là đứng đầu là chữ L. Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt của Kiệt Tuấn Đạt. Mẹ tôi tên là Nguyễn Thị Khuyên, còn bố tôi là hiệu trưởng của trường là đúng. Nhưng với cái trạng thái mà đi điều tra gia đình người ta, rồi đi xuyên tạc là cha làm thầy mà con đốt sách, rồi nhục mạ gia đình tôi, bảo rằng là có nhân chứng, sẽ sẵn sàng đưa lên clip để là nhân chứng tố cáo tôi là một cái người tệ hại của xã hội. Hành vi này là hành vi vu khống của Kiệt Tuấn Đạt. Đó là lý do nó đỉnh điểm. Hồi hôm qua Đinh Lan có làm một cái clip là đỉnh điểm của cái sự căm phẫn. Ngày hôm nay khi mà đe dọa cuộc sống bình yên, tại vì cha mẹ của tôi không có lỗi gì với Kiệt Tuấn Đạt, và tôi cũng chả có quen biết gì Kiệt Tuấn Đạt, nhưng vì phạm nhân Nguyễn Phương Hằng quê ở An Giang đã chiêu nạp Kiệt Tuấn Đạt, và đã những cái kịch bản Kiệt Tuấn Đạt đưa cho chú thỏ An Giang theo dệt lên là về quá khứ đời tư của tôi. Hiện tại cái nơi của Kiệt Tuấn Đạt ở An Giang, An Giang cách cái thị trấn Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, từ ngã ba Lộ Tẻ là cách đó là khoảng là 42 cây số, thì vừa đi vừa về thì khoảng là 80 mấy cây số đến 90 cây số. Thì Kiệt Tuấn Đạt đi xuống dưới nhà Đinh Lan để làm clip và đe dọa là sẽ còn tới nữa, từ đây tới Tết, qua Tết xuống dài dài xuống nữa, là nói là nó không dám báo công an. Tôi báo lại cho Kiệt Tuấn Đạt biết nha, Full Game Mobile cũng biết, là nói là ok, đã thoát nạn được, gia đình tôi không báo công an, gia đình tôi làm tuân thủ theo pháp luật, là đã báo công an nộp tất cả những video clip mà hồi hôm qua Kiệt Tuấn Đạt đã livestream tại chợ Sao Mai của thị trấn Tân Hiệp, rồi livestream những cái đoạn mà đi nhục mạ tôi, đi coi như là cười hô hố trên đường mà làm náo loạn cái cuộc sống bình yên Tết cổ truyền của Việt Nam. Dân tộc Việt Nam không phải là vì những cái thành phần giặc mạng như Kiệt Tuấn Đạt, như Võ Minh Điền, như Nguyễn Phương Hằng để làm loạn đất nước. Còn những YouTuber hồi hôm qua nói với tôi rất là nhiều, nhưng tôi không nói trong clip này vì trong phạm vi 5 phút thì nó không đủ để mà liệt kê tất cả những YouTuber nào hôm qua tấn công tôi. Do vậy ngày hôm nay tôi chỉ lên án cái hành động của Kiệt Tuấn Đạt, đó là mất nhân tính nha. Cho nên là pháp luật này không phải là của Nguyễn Phương Hằng, không phải là của Võ Minh Điền, và không phải là của Kiệt Tuấn Đạt. Lý do tại sao tôi lại ngày hôm nay nhắc tên Võ Minh Điền, tại vì có một coi như là nhóm coi như phản động của nước ngoài, là những Việt kiều không hài lòng với chính phủ Việt Nam, đã bơm tiền cho kích động những cái người này đi chửi bới gây náo loạn xã hội. Thì ngày xưa, tại vì Đinh Lan có lưu lại cái clip mà Kiệt Tuấn Đạt nói rằng là những anh chị Việt kiều gửi tiền cho nó đi làm từ thiện, thì thằng Võ Minh Điền cũng vậy. Nó xin lỗi mạnh thường quân là hôm nay nó đánh không đúng con Đinh Lan mà đúng Đinh Thị Chiên. Do vậy đây là một cái hành vi gì? Có sự tham gia của tổ chức phản động nước ngoài bơm tiền cho Kiệt Tuấn Đạt và Võ Minh Điền. Do vậy ngày hôm nay Nguyễn Phương